Avenzac. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avenzac. Hi, xin chào tất cả các bạn, cô và Linh, và hôm nay cô rất vui vì chúng ta đã có thể gặp lại nhau trong chương trình bài giảng của chương trình tiếng Anh lớp 6. Và như các bạn đã biết là chúng ta đang dừng chân lại ở Unit 9 với chủ đề là City of the World, các thành phố trên toàn thế giới. Và cô và các bạn đã cùng nhau đi hết 5 lessons từ Getting Started cho đến Skill 1. Và ngày hôm nay cô và các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu, khám phá bài cuối cùng trong Unit 9 này với tên bài học là Skill 2. Và như các bạn đã biết là ở mỗi cuối một unit thì chúng ta sẽ dành ra 2 bài để ôn luyện 4 kỹ năng cơ bản của tiếng Anh, đó là nghe, nói, đọc, viết. Trong bài Skill 1, cô và các bạn đã cùng nhau lắng nghe kỹ năng cùng nhau luyện tập kỹ năng reading và kỹ năng writing, speaking. Thì ngày hôm nay trong bài Skill 2, chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập 2 kỹ năng còn lại, đó là kỹ năng listening and kỹ năng writing. Và bây giờ không phải để các bạn phải đợi lâu nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đến phần chính trong bài học ngày hôm nay nhé. Rồi, đầu tiên đó chính là kỹ năng listening. Và bây giờ để bắt đầu là học bài listening này thì cô mời các bạn cùng nhau nhìn vào bài tập đầu tiên cho cô nào. Work in groups, discuss and answer the questions. Các bạn sẽ cùng nhau làm việc theo nhóm cho cô, bàn luận và trả lời cho cô 2 câu hỏi sau. Câu hỏi đầu tiên, where is Bangkok? Câu hỏi số 2, what is Bangkok famous for? Có 2 câu hỏi các bạn nhìn nhá. Câu hỏi đầu tiên đó là Bangkok ở đâu này. Câu hỏi số 2 đó là what is Bangkok famous for? Bangkok nổi tiếng về cái gì? Rồi, đây là 2 câu hỏi mà khá là đơn giản và đa số các bạn đều biết Bangkok là thủ đô của Thái Lan đúng không nào? Vậy thì bây giờ mình sẽ cùng nhau nhìn cho cô, nếu trả lời câu 1 này thì mình sẽ trả lời thế nào nhỉ? Bangkok is in central Thailand. Bangkok thì ở trung tâm của Thái Lan, hay chúng ta còn gọi là Bangkok là thủ đô của Thái Lan đó. Câu số 2, what is Bangkok famous for? Bangkok nổi tiếng về cái gì? Các bạn thấy Thái Lan nổi tiếng về cái gì thì thủ đô của nó cũng chắc chắn sẽ nổi tiếng về những thứ tương tự như vậy. Và các bạn có thể nhìn thấy trong ảnh cho cô, đây đó là những chùa này và chợ. Vậy thì Bangkok chúng ta sẽ nổi tiếng với Bangkok is famous for its temples, nổi tiếng với chùa này. Markets là các chợ này. Shopping centers là trung tâm mua sắm. Street food là thức ăn đường phố. Friendly people là những con người thân thiện. And many types of entertainment, và có rất nhiều loại các loại hình nghệ thuật khác. Đây chính là câu trả lời cho 2 câu hỏi where is Bangkok and what is Bangkok famous for. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần chính trong phần listening này nhá. Rồi, các bạn sẽ cùng nhau làm để nhìn đến cho cô bài tập số 2, listen and tick. True or false? Các bạn sẽ cùng nhau lắng nghe một đoạn audio. Và chủ đề của nó các bạn có thể nhìn thấy ở đây là nói về thành phố Bangkok. Và các bạn sẽ cùng nhau đánh dấu tích vào cột T nếu thông tin đấy là đúng, và tích vào cột F nếu thông tin đó là sai. Và bây giờ để hoàn thành bài tập số 2 này thì cô mời các bạn cùng nhau lắng nghe đoạn audio nhé. Unit 9. Cities of the World. Page 33. Skills 2. Listening. Activity 2. Listen and tick T, true, or F, false. Bangkok is famous for its markets and street food. Visit the Chatuchak, the largest weekend market in the world. There are over 15,000 stalls selling nearly everything at cheap prices. It's only 5 minutes walk from the station. When you visit this market, you can see part of Thai people's life. Another interesting type of market is the floating market on the river. Don't forget to try street food in Bangkok. It's easy to find food stalls all around Bangkok serving different Thai dishes. They're really delicious. Ok, vậy là vừa rồi cô và các bạn đã cùng nhau lắng nghe đoạn audio giới thiệu về thành phố Bangkok rồi đúng không nào? Và bây giờ mình sẽ cùng nhau, bởi vì là trong phần bài nghe này thì cô tin chắc là có một số bạn sẽ nghe rõ nội dung của nó, một số bạn thì không. Vậy thì mình sẽ cùng nhau đến với đoạn script của đoạn audio để cô và các bạn sẽ cùng nhau đọc và dịch, để từ đó chúng ta có thể hiểu rõ hơn về nội dung của bài nghe này là gì nhá. Rồi, các bạn sẽ cùng nhau nhìn cho cô vào đoạn audio này, script của đoạn audio này nào. Bangkok is famous for its markets, street food. Bangkok thì nổi tiếng cho cái về chợ của nó này, về đồ ăn đường phố này. Visit Chatuchak, the largest weekend market in the world. Hay đến thăm chợ gì đây nhỉ? Chatuchak
là một cái chợ cuối tuần lớn nhất trên toàn thế giới. There are over 15,000 stores selling nearly everything at cheap prices. Có hơn 15,000 cửa hàng bán hầu như là tất cả mọi thứ với mức giá rất là rẻ. It's only 5 minutes walk from the station. Các bạn chỉ cần phải mất 5 phút đi bộ từ ga tàu thôi. When you visit this market, you can see part of Thai people life. Khi mà bạn đến thăm cái chợ này thì bạn có thể nhìn thấy một phần trong cuộc đời sống của người Thái Lan. Another interesting type of market is floating market. Có một cái thể loại chợ thú vị nữa ở Thái Lan đó chính là chợ nổi. Và cái từ floating market này thì chúng ta đã học ở trong bài 9 rồi. Ở bài lesson 4 communication rồi. Don't forget to try street food in Bangkok. Đừng quên là chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức đồ ăn đường phố ở Bangkok nhá. It's easy to find food stores all around Bangkok. Thật là nó rất là tìm mà một cái cửa hàng đồ ăn ấy thì rất là dễ ở xung quanh Bangkok. Serving different Thai dishes là nó phục vụ là rất nhiều loại đồ ăn Thái khác nhau. They are really delicious. Nó thì rất là ngon. Rồi và đây chính là một đoạn audio nói về thành phố Bangkok. Người ta đưa chúng ta những thông tin cơ bản nhất về thành phố Bangkok này cũng như là những đặc điểm nổi bật của nó. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau đến phần chính. Đó chính là đáp án true false. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau nhìn cho cô bài 1 nhé. Bangkok is famous for palaces. Bangkok thì nổi tiếng với palace, các bạn đều biết đó là cung điện. Vậy các bạn nhìn trong đây, Bangkok có phải nổi tiếng với có nhiều cung điện không? Mà nó có nổi tiếng với gì nhỉ? Nổi tiếng với market này, nổi tiếng với chợ và nổi tiếng với temples là chùa. Vậy thì câu 1 này của mình đã chắn đó, mình sẽ phải chọn đó là false, đáp án sai rồi. Câu số 2 nào. Things at Chatuchak markets are expensive. Các thứ ở trong chợ Chatuchak thì rất là đắt. Các bạn có thấy có đắt không nhờ? Người ta có nói giới thiệu về cái chợ này là một cái chợ one of the like the largest weekend market in the world. Nó là những cái chợ cuối tuần lớn nhất trên toàn thế giới này. Nearly selling everything. Bán hầu như tất cả mọi thứ nhưng lại là at a very cheap prices. Nhưng lại mức giá rất là rẻ. Vậy thì câu số 2 này của chúng ta chắc chắn đó phải là false. Từ expensive này của chúng ta phải đổi thành từ cheap. Đến câu số 3 nào. The float market is on the sea. Chợ nổi ở trên biển, các bạn có đúng không nhỉ? Các bạn thấy bao giờ có chợ nổi ở trên biển không? Không đúng không ạ? Chợ nổi của chúng ta sẽ, và trong bài người ta còn nói là on the river. Vậy thì câu số 3 này, từ C này mình sẽ là từ sai. Và mình sẽ để false. Câu số 4 nào. You can find food stores all around Bangkok. Bạn có thể tìm thấy quán ăn ở xung quanh Bangkok. Cái điều này chắc chắn đó là true rồi. Và người ta có nói là đồ ăn ở đây thì làm sao? Very delicious, rất là ngon. Rồi, vậy vừa rồi cô và các bạn đã cùng nhau hoàn thành xong bài số 2 trong phần listening này. Và để tiếp tục ôn tập kỹ năng listening thì cô mời các bạn cùng nhau chuyển sang bài tập tiếp theo nhé. Rồi, mình sẽ cùng nhau làm cho cô listen again and fill each gap with one word and number. Các bạn sẽ cùng nhau lắng nghe lại đoạn audio lại một lần nữa này. Và cố gắng tìm cho cô các thông tin còn thiếu trong các câu sau đây và điền vào chỗ trống. Nhưng mà chỉ với một từ hoặc là một số thôi nhá. Rồi và bây giờ để hoàn thành bài tập số 3 này thì cô mời các bạn cùng nhau lắng nghe lại đoạn audio nào. Unit 9. Cities of the World. Page 33. Skills 2. Listening. Activity 3. Listen again and fill each gap with one word or number. Bangkok is famous for its markets and street food. Visit the Chatuchak, the largest weekend market in the world. There are over 15,000 stalls selling nearly everything at cheap prices. It's only 5 minutes walk from the station. When you visit this market, you can see part of Thai people's life. Another interesting type of market is the floating market on the river. Don't forget to try street food in Bangkok. It's easy to find food stalls all around Bangkok, serving different Thai dishes. They're really delicious. Ok, vậy là vừa rồi cô và các bạn đã cùng nhau lắng nghe đoạn audio lại một lần nữa rồi đúng không nào? Và bây giờ mình sẽ cùng nhau đến phần chính trong bài số 3 này, mình cũng sẽ cùng nhau làm bài tập phần này nhá. Câu số 1 nào. Chatuchak Market has over... stores.
là cái chợ truck to truck này có nhiều hơn chấm 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 các cửa hàng. Các bạn có thể thấy trong bài này người ta còn nói đến là cái chợ này là một cái chợ gọi là lớn nhất trên toàn thế giới này. Mà nó có bao nhiêu cửa hàng các bạn nhớ? 15,000 stores, over 15,000 stores là có nhiều hơn 15,000 cửa hàng. Vậy đáp án đây chúng ta sẽ điền đó chính là 15,000. Và các bạn nhớ cho cô là điền số nhé, bởi vì là mình nếu viết chữ thì mình sẽ không đáp ứng được yêu cầu của bài, là chỉ được điền một chữ hoặc là một số. Đến câu số 2 nào. Truck to truck market is about 30 minutes walk from station. Cái chợ truck to truck này thì cách chấm 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 bao nhiêu phút đi bộ đến từ nhà ga, có nghĩa là chúng ta đi bộ bao nhiêu phút từ nhà ga thì có thể đến chợ này. Đáp án rất là đơn giản rồi, đó chính là bao nhiêu phút các bạn? 5 minutes, đúng không ạ? Vậy khi đáp án này thì các bạn có thể vừa viết chữ 5 cũng được, hoặc là các bạn viết số 5 như thế này cũng được, hoặc các bạn điền là F-I-V-E đều được. Đến câu số 3, you can see part of Thai people dot dot at a market. Bạn có thể nhìn thấy một phần chấm 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 của người Thái ở một cái chợ, à một chợ. Vậy thì các bạn có thể biết là cái văn hóa này, cái lối sống của một của dân à người Thái Lan ấy, thì các bạn có thể thấy nó ở cuộc à một chợ. Vậy trong đáp án này của chúng ta, trong bài người ta có nói là Thai people life. Vậy thì câu chỗ này mình sẽ điền là từ life, cuộc sống. Street food in Bangkok is very is dot dot. Đồ ăn ở đường phố ở Bangkok thì rất là gì nhỉ? Câu này chính là câu cuối cùng trong bài audio chúng ta có nghe đấy. They are very delicious. Vậy câu số 4 này của mình chắc chắn đó sẽ là street food in Bangkok is delicious. Và mình sẽ điền cho cô từ delicious vào đây. Rồi vừa rồi, đấy là chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập 1, 2, 3 của phần listening. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần kỹ năng tiếp theo, đó chính là kỹ năng writing. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau chuyển sang luôn sang kỹ năng writing nhá. Rồi kỹ năng writing ở đây nào. Work in groups, talk about a city in your country. Use the questions below as a guide. Các bạn sẽ cùng nhau làm việc theo nhóm cho cô này. Nói về một thành phố hoặc quốc gia của chúng ta, ở nước chúng ta. À, sử dụng các câu hỏi dưới đây như là câu hỏi gợi ý. 1. What city is it? Thành phố đấy là thành phố nào? 2. What it is like? Thành phố đấy như thế nào này? Ở về the weather, the people, the food. À, và cuối cùng, what can you see and do there? Bạn có thể làm gì này? Có thể chiêm ngưỡng điều gì? Có thể đi ngắm cảnh ở đâu ở thành phố đấy? Và đây chính là cái bài mà xem với cái bài speaking mà chúng ta làm ở bài ở skill 1 rồi đấy. Trong bài kia thì cô chọn là Vũng Tàu City, thành phố Vũng Tàu. Thì sang bài này thì cô sẽ hướng dẫn các bạn, chúng ta sẽ chọn một thành phố khác nhá. Và vì đây là bài tập làm theo nhóm nên là các bạn có thể tự do đưa ra ý kiến cá nhân của mình, và tùy vào sự lựa chọn của mình. Và cái phần cô sẽ đưa tiếp theo ra đây nó chỉ là một cái phần hướng dẫn để giúp các bạn hoàn thành bài tập này một cách dễ dàng hơn mà thôi. Rồi và đây chúng ta sẽ cùng nhau đến phần hướng dẫn của cô nhá. Rồi, cô chọn ở đây đó chính là chọn Hạ Long City, thành phố Hạ Long. It's a very beautiful city in Quảng Ninh province. Nó là một thành phố rất là đẹp ở tỉnh Quảng Ninh. Vậy các bạn sẽ cùng nhau nhìn cho cô này. Đầu tiên là tên thành phố là It's Hạ Long City. Đây là thành phố Hạ Long này. The weather is cold, thời tiết thì rất là mát. The average temperature is over 21 Celsius. Là cái nhiệt độ trung bình thì khoảng hơn 21 độ C. The people are friendly and helpful. Con người, mọi người đây thì rất là thân thiện và rất là hay giúp đỡ người khác. The food is fresh and delicious. Đồ ăn ở đây thì rất là tươi mà còn ngon nữa. In Hạ Long City, you can visit Hạ Long Bay, go to Thuận Châu Island, climb Power Mountain, visit Bái Tử Long Bay, Ba Vàng Pagoda, Hạ Long Midnight Market and Quảng Ninh Museum. Và ở thành phố Hạ Long thì các bạn có thể đến thăm Vịnh Hạ Long này, đi đến đảo Tuần Châu, leo núi Bài Thơ và đến thăm Vịnh Bái Tử Long cũng như là Chùa Ba Vàng. Còn có cả chợ đêm ở Hạ Long cũng như là bảo tàng của Quảng Ninh. Đây chính là câu trả lời cho 3 câu hỏi giống như chúng ta. Và đây chỉ là phần hướng dẫn thôi. Nếu các bạn chọn một tên một thành phố khác thì các bạn cũng sẽ cố gắng hoàn thành bài tập này bằng cách trả lời cho cô 3 câu hỏi. What is this city? Thành phố đấy thành phố nào? What is like? Là thành phố đấy như thế nào? Các bạn có thể đưa cho cô về thời tiết, con người ở đấy và những cái đặc điểm mà các bạn thấy ấn tượng về thành phố đấy. Và thứ tư đó là what can you see and do in the city, in this city? Bạn có thể nhìn thấy gì, bạn có thể làm gì ở thành phố đấy? Cũng như là chúng ta có những địa điểm du lịch nào
mà các bạn có thể đến thăm ở thành phố đấy. Thì đây chính là hướng dẫn làm bài của bài số 3. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau chuyển sang đến bài tiếp theo của phần ôn tập speaking này. Đó là bài số 5. Write a postcard of 15 words about your holiday in a city. Use the information in 4. Các bạn sẽ cùng nhau làm cho cô đó là viết một tấm thiệp khoảng bao nhiêu từ nhỉ? Khoảng 50 từ về một kỳ nghỉ ở thành phố này. Sử dụng thông tin là bài tập thứ 4 để giúp chúng ta. Thông tin là bài tập thứ 4 đó chính là thông tin nào? Đó chính là thông tin mà chúng ta đã làm rồi đấy. Đó là bài về cô và các bạn nói về Vịnh Hạ Long đấy. Thì bây giờ mình sẽ cùng nhau làm bài tập số 5 này nhá. Và đây, bởi vì đây là bài tập mà cái thông tin của chúng ta liên quan đến bài tập số 4. Thế thì vậy khi mà bài thứ 4 các bạn nói đến thành phố nào thì bài số 5 này mình cũng sẽ viết tấm thiệp về thành phố đấy. Và bởi vì bài số 5 của cô Linh nói về Hạ Long City. Nên vì vậy, bài số 4 của cô nói về Hạ Long City. Thế bài số 5 này của cô cũng vậy, và mình sẽ đây và đây sẽ là phần hướng dẫn của cô để giúp các bạn có thể làm bài tập này một cách dễ dàng hơn. Nào. Dear mom and dad, bố mẹ thân mến, how are you? Bố mẹ có khỏe không? I'm having a really great time in Hạ Long City. Con đang có một thời gian rất là tuyệt vời ở thành phố Hạ Long. The weather is cool, thời tiết thì rất là mát, people are friendly and helpful. Mọi người thì rất là thân thiện cũng như là hay giúp đỡ người khác. The food, especially seafood, is fresh, cheap and delicious. Thức ăn đặc biệt là seafood, đặc biệt là hải sản thì rất là tươi, rẻ mà lại còn ngon nữa. In Hạ Long City, I can visit Hạ Long Bay. Ở thành phố Hạ Long, con có thể đến thăm Vịnh Hạ Long này. Go to Tuần Châu Island, đến thăm đảo Tuần Châu. Climb Power Mountain, đi leo núi Bài Thơ, visit Bái Tử Long Bay. Đi đến thăm Vịnh Bái Tử Long, Ba Vàng Pagoda, Chùa Ba Vàng, Hạ Long Night Market and Quảng Ninh Museum. Chợ đêm của ở Hạ Long cũng như là bảo tàng ở Quảng Ninh. You should come here one day. Bố mẹ nên đến đây vào một ngày nào đó. Love, Trang. Rồi, và đây chính là hướng dẫn của cô để giúp các bạn có thể hoàn thành bài tập số 5 này. Và đây cũng là phần cuối của bài học ngày hôm nay rồi. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau đến phần tổng kết để xét được là bài học ngày hôm nay các bạn cần chú ý điều gì nhá. Rồi, what have we learned today? Hôm nay chúng ta học về cái gì? Bởi vì bài này bài là skill 2, phần chính của chúng ta đó chính là hai kỹ năng. Thế là vì vậy ở đây mình sẽ cũng ôn tập hai kỹ năng, đó là listening and writing. Trong phần listening thì mình đã học về listening to a description of a city. Chúng ta đã học về nghe một đoạn mô tả về một thành phố, và cụ thể đây đó chính là thành phố Bangkok. Đến câu số 2 là write a holiday postcard. Mình đã cùng nhau viết những cái tấm thiệp, tấm thiệp về một kỳ nghỉ, và đây đó cô chọn đó là kỳ nghỉ ở thành phố Hạ Long. Rồi đây cũng là phần cuối của bài học ngày hôm nay rồi. Cô mong các bạn về nhà ôn tập thật tốt, chuẩn bị thật tốt để mình học các unit tiếp theo một cách hiệu quả hơn nhá. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Khóa học về Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.